Thì đối với chế tài luật pháp trong trường hợp này thì luật an ninh mạng người ta đã có một cái quy định rất rõ là nghiêm cấm các hành vi xuyên tạc, những hành vi đưa thông tin bịa đặt sai, gây hoang mang và bất ổn cho các cái tổ chức cá nhân và sẽ bị chế tài về xử lý về mặt hành chính. Rất nhiều chuyên gia đã viện dẫn cái nghị định và điều 64 là đưa thông tin sai sự thật là xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Nhưng mà cái nghị định đó nó điều chỉnh về trang thông tin điện tử. Còn ở đây rằng là hầu như những cái việc mà chia sẻ là đều ở xuất phát từ cái mạng xã hội, một cái mạng mà có cái sức ảnh hưởng rất lớn, và các cái cơ quan truyền thông đã đóng góp cũng như rằng là tuyên truyền, phỏng vấn các cái chuyên gia cũng như các cái người thực thi luật pháp để tuyên truyền. Đó là một cái điều mà tôi cho rằng là rất đúng đắn. Mặc dù cái nghị định là quy định xử phạt về đưa thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử, nhưng mà ở đây rằng là cơ quan chính quyền vẫn có thể áp dụng tương tự luật pháp để áp dụng cái nghị định đó để đưa ra cái mức phạt. Và cụ thể ở đây là mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Và nặng hơn là có thể là xử phạt về mặt xử lý về mặt hình sự nếu như cái thông tin đó mà đưa gây ra một cái thiệt hại lớn. Do đó rằng là các cái cá nhân tổ chức cần phải lưu ý cẩn trọng trong cái trường hợp là đưa thông tin, và đặc biệt rằng là mọi người bây giờ đang là bất an, mọi người đang cùng chung tay với chính quyền cũng như rằng là ai ai cũng lo lắng để đẩy lùi và bảo vệ cho cộng đồng, thì tôi nghĩ cần phải cẩn trọng. Chúng ta phải xác định rằng là đối với cái nạn dịch Corona đấy, cái bệnh này thì nó không chỉ ở Việt Nam mà nó cái nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc, và bây giờ nó đã lan rộng ra toàn thế giới, và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã vào cuộc và đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Thì cái việc ở đây rằng là ngoài các cái cơ quan, các cái tổ chức, chính quyền có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có quyền xử lý để bảo vệ cho những cái người bị bệnh, đồng thời ngăn chặn cái nạn dịch lây lan, thì trách nhiệm của mỗi cá nhân của chúng ta trong cộng đồng, chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải ứng xử, cần phải thông tin chính xác để thứ nhất là không gây hoang mang, không gây cái bất ổn xã hội, không gây ra một cái dư luận xấu, đồng thời ngăn chặn được, giúp góp phần đẩy lùi cái bệnh tật. Và đáng tiếc rằng là một số cá nhân, một số ít cá nhân, họ đã lợi dụng cái tình trạng này, họ đưa những cái thông tin không chính xác và nó làm ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Chúng ta nghĩ rằng một cái status trên Facebook hay là một cái câu chuyện nhỏ chúng ta chia sẻ thì tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó có một cái tác động cực kỳ tai hại. Và đặc biệt rằng là tôi cũng có thấy một số người có tiếng nói rất lớn, trong đó có giới nghệ sĩ, lại đưa một số thông tin. Tất nhiên là tôi nghĩ rằng là một số cá nhân có tiếng nói ảnh hưởng đó, họ cũng vì lo lắng hoặc họ cũng vì đưa ra một cái thông tin để nhằm cảnh báo thôi. Nhưng mà người có tiếng nói thì lời nói hay lời chia sẻ thông tin phải xác định thông tin chính xác để nhằm ngăn chặn và giúp cảnh báo, chứ không phải đưa theo cái sự cảm xúc của mình. Người ví dụ không hiểu biết hoặc là cái người cái tầm hiểu biết xã hội nó thấp thì có thể chấp nhận được. Nhưng còn người có tiếng nói thì tôi nghĩ rằng là cần phải có cái thông tin rõ ràng, đúng đắn. Thực ra bây giờ nghệ sĩ hay là một cá nhân đưa cái thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like hay tạo ra một sự tương tác thì thực ra là chế tài của luật pháp nó không có phân biệt. Cái này là cái mà tôi nghĩ rằng tương lai các nhà lập pháp cũng cần phải lưu ý đến việc này. Bởi vì rằng là không thể nói rằng là nghệ sĩ rằng là có cái sức ảnh hưởng hoặc là có một sự tương tác hoặc là phân biệt nghệ sĩ với là người dân. Nhưng mà như tôi đã phân tích là đối với người có tiếng nói, từ người đó phải hiểu được cái việc là mình có vị thế trong xã hội như thế nào. Giới nghệ sĩ họ có tiếng nói và có một cái số lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội nên cần phải hết sức cẩn trọng. Và tôi nghĩ rằng á, là đối với cái người có tiếng nói đấy, nếu đưa thông tin sai sự thật để nhằm cái sự tương tác thì tôi cho rằng đó, điều đó là phản tác dụng ngược. Bởi vì bây giờ rằng là không phải ai cũng có thể tin vào những cái thông tin mà đưa sai sự thật. Nếu như người có tri thức, người có sự hiểu biết thì khi một cái thông tin đưa ra, và đặc biệt là những cái thông tin giật gân, thì họ phải kiểm chứng,
nếu như có một cái góc độ chia sẻ ở đứng ở một tư cách là luật sư đấy, thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta khi đưa một cái thông tin nào đó trên mạng xã hội, không chỉ là nạn dịch cúm corona hay là bất cứ một vấn đề gì, chúng ta cũng phải hết sức cẩn trọng. Ngoài cái việc chia sẻ thông tin để nhằm đảm bảo được là đúng, cảnh báo những cái vấn đề tương tự, cũng đồng thời đến cái việc là hạn chế những cái vấn đề rủi ro như chúng ta lại thấy, và hạn chế cái việc là bị chế tài pháp luật xử lý. Tại thời điểm đến hôm nay, mặc dù cái nạn đại dịch corona đấy nó đã lan truyền ra toàn thế giới, và ở Việt Nam là chúng ta cũng thấy là ai ai cũng nhắc đến, ai ai cũng đeo khẩu trang, nhưng mà tôi hiện tại bây giờ tôi chưa có bất kỳ một cái bài viết nào, và cũng có rất nhiều nguồn thông tin cho rằng có người chết rồi, có nhiều ca nhiễm cúm, nhưng mà tôi vẫn chưa đưa. Lý do là tôi cần phải xác minh thông tin chính xác, và khi tôi đưa là tôi nhằm mục đích là đúng sự thật, thứ hai nữa nhằm mục đích chia sẻ thông tin để giúp mọi người hiểu đủ, hiểu đúng. Và người chơi mạng cần có lương tâm, cần có trách nhiệm trong những cái bài viết, trong những cái like hay trong những cái chia sẻ của mình. Nó không chỉ là chơi cho vui, mà chúng ta chơi như thế nào đó, như chúng ta nói rằng là nó mang đến một cái lợi ích nó tốt hơn, chứ không phải chúng ta chơi mạng Facebook chúng ta nhằm mục đích câu view hay câu like, hay là chúng ta đưa những tin giật gân. Nó mang những cái hệ lụy mà đôi lúc cái sự vô ý, cái sự vô tình của chúng ta nó gây ra một cái tác hại rất lớn cho xã hội.